Kiên ơi, anh vừa Sao uống nước ngon lắm. thế? À thế ạ? Ừ. C4 đấy. Không nước tao gọi cho mày đâu, mang nó đây. Thưa các bạn, bình thường thì bọn mình hay review vào ban ngày và lúc đẹp trời, đèn trong studio. Nhưng hôm nay bọn mình sẽ ra ngoài trời và quay review vào buổi tối. Hà Nội bây giờ là 9 giờ tối rồi các bạn ạ. Nhưng tại sao mình lại review giờ này nhỉ? Em có biết tại sao anh lại với em lại review vào lúc 9 giờ tối này không? Thường 9 giờ tối là anh em thường hay đi quẩy sếp ạ. Nên là em nghĩ là cần phải có một cái gì đấy để có thể vui chơi được ngoài trời. Không phải, mà vấn đề là buổi tối là cái giờ người ta hay cuốn. Đấy, xong người ta là các bạn biết làm trò gì đấy, đến cái lúc đấy là mấy người già ốm yếu họ hay phải là họ người ta hay phải làm thuốc để uống đó, kiểu đấy. Thì người ta vẫn có nhạc. Rồi, hôm nay thì bọn mình đang ở ngoài trời không gian để review các bạn một chiếc loa không dây. Ấy. Đúng rồi, loa không dây. Nhưng mà tại sao lại có cái dây ở đấy? Loa không dây nhưng lại có dây. Đây là sản phẩm của Xiaomi mới ra mắt mà có mức giá tại cửa hàng TCS là 649.000. TCS là cửa hàng chuyên cung cấp các thiết bị của Xiaomi. Nên anh em muốn mua không chỉ chiếc loa này mà rất nhiều thiết bị âm thanh khác của Xiaomi, mình sẽ để link bên dưới. Và sau phần quảng cáo này, chúng ta sẽ cùng xem chiếc loa này có gì thú vị. Nào, điều tiên Kiên có thể chia sẻ một chút về cái chiếc loa này không? Nói về tính năng trước ý. Thôi thôi, em không phải review làm sao người ta tin được để mình nói không? Cầm đấy. Đầu tiên chúng ta cần phải nói một chút về cái chiếc loa này, đó là nó là một sản phẩm loa có mức giá tầm khoảng 700.000 đồng. Và thực sự ra thì chúng ta rất nhiều sự lựa chọn đúng không? Anker này, Bose, Sony này. Đấy. Đó, rất nhiều hãng. Rất nhiều hãng luôn. Thế thì tại sao lại chọn loa Xiaomi? Cơ bản là cái mức giá của nó dễ chịu, rồi. Tiếp cận người dùng dễ. Loa này có một đặc điểm đó là thiết kế dạng thanh đứng. Bởi vậy đây là một cái loa là 360 độ cầm đi mỏi tay. Đấy, cái loa này tức nghĩa là nó phù hợp với một cái nhóm người tầm khoảng 5 đến 6 người. Và khi bạn ngồi xung quanh và ta cùng chill với nhau thì chúng ta sẽ đều có thể nghe được một bài hát rất là đồng đều. Không, cái đến lúc đấy lại cái bài hát này phải nghe bên đấy to này bé không nghe gì cả. Đấy, thì các bạn thấy là mình hay ngồi với bạn bè, có một số trường hợp hay bị như vậy. Ngoài ra thì sản phẩm này thì trang bị loa 52mm cho âm lượng rất lớn khi sử dụng ngoài trời. Chất âm của nó dày và thiên hướng ngả tối. Điểm nhấn chính là âm mid và nghe tách bạch. Giọng ca sĩ chi tiết tốt, dày và ấm, phù hợp để nghe nhạc vàng, acoustic, vocal nam như là Bằng Kiều, Tuấn Hưng. Thì tại sao như vậy? Bởi vì những lúc chúng ta mà phân kể thì chúng ta hay nghe những thể loại nhạc như thế. Nghe cảm giác nó rất là vào đúng không? Đúng rồi, lúc mà nhất là lúc uống bia xong với sếp đấy, mấy cái bài của Mr. Siro này là đấy, chill lắm đấy. Đấy là lý do tại sao như vậy. Còn lúc chúng ta vui thì nhạc quái thì chẳng như nhau. Nhưng lúc mà chúng ta mà ngấm rồi thì chúng ta phải chơi những cái thể loại nhạc mà nó thực sự đi sâu vào lòng người. Từ trăm năm lạnh giá, tim em như ngừng thở. Từ sau ân tình đó, anh nghe không? Và giải trep thì vẫn đánh có thể lên cao và không bị vỡ nhưng mà tổng thể mỏng và cảm giác không thoát được tiếng. Và đặc biệt thì sản phẩm này thì giải bass của nó có lượng đủ dùng nhưng chưa gọn và chưa sâu. Tóm gọn lại con này thì không phù hợp với mấy thể loại nhạc mỹ EDM quấy dày đậm. Con này chỉ nghe mấy nhạc kiểu buồn buồn thôi. Rồi đấy, thì để cho các bạn hiểu và thể loại nhạc các bạn yêu thích ở trên sản phẩm này. Tại vì sao bọn mình lại nói là một cái nhóm 5 đến 6 người mà không phải là 60 người? Thì đây nhá, đơn giản một chiếc loa với công suất nó khá là nhỏ như này, làm sao mà có thể đủ cho nghe khoảng 20 người, 30 người được đúng không? Đúng rồi, thì sản phẩm này cần phải lưu ý nữa là các bạn thấy là trong cái phần thiết kế của nó vốn dĩ được tạo cái dây này để có thể ra ngoài sử dụng, móc rồi đeo vào rất là dễ dàng. Các bạn nhìn này, cái ngón tay của mình, ngón này cực kỳ khỏe. Đặc biệt nữa là đôi khi mình có thể hai ngón tùy theo cái kích thước khác nhau, có khi là móc 3 ngón, chứ cho cả cái bàn tay mình nắm đấm vào thì nó hơi to rồi các bạn ạ. Ở cái phần bên trên ấy, nó điều khiển xoay âm lượng, các bạn dùng cái này để xoay nó sẽ tăng giảm âm lượng khá là hay, mình thích thiết kế kiểu này. Và cái phần vải xung quanh nó được bọc, nó cũng có khả năng kháng nước để cho chuẩn các bạn như là trời mưa đúng không? Cái này lưu ý là các bạn là nó chuẩn kháng nước IP55. Vì vậy nên các bạn thấy là có thể kháng được 55 năm nhá. Và pin của nó là 2600 mAh, sử dụng 8 tiếng nhưng mà phụ thuộc vào cái việc là các bạn mở cái âm lượng như thế nào. Có Bluetooth 5.0. Em thấy cái thiết kế nó rất là đơn giản này, nó chỉ có đúng một cái nút nguồn đây thôi. Đấy. Đúng rồi. Còn lại là chẳng có gì, bình thường một số loa Bluetooth của Xiaomi ngày xưa ấy là còn có nghe và gọi điện thoại, nhận cuộc gọi bình thường cơ. So sánh với một số sản phẩm khác trong tầm giá này, ví dụ như là SRS XB01, JBL Go 2, Anker Soundcore Mini, rõ ràng loa của Xiaomi có những cái điểm vượt trội, ví dụ như dung lượng pin của nó lớn, được bọc vải xung quanh đẹp, chắc chắn giống như một số sản phẩm cao cấp, dụng cổng sạc Type-C. Là sản phẩm này thì chất âm của nó nếu mà xét ra để giải trí nghe bass để mà các bạn mà nghe to và sướng ấy
thì những cái đối thủ như đến từ Sony thì có vẻ tỏ ra là ấn tượng và cũng như mạnh mẽ hơn. Tóm gọn lại, nếu các bạn cầm một cái chất âm thì các bạn nên lựa chọn những tên tuổi như của Sony các thứ. Còn nếu các bạn cầm một cái thiết kế hay, đẹp, pin khỏe, cơ động, động cơ rồi cũng như 360 độ thì hãy lựa chọn cái chiếc loa này của Xiaomi và nhớ truy cập vào link bên dưới tại TCS để có thể vào đấy tham khảo giá bán của sản phẩm này nhá. Và bây giờ bọn mình chính thức cuốn em ơi. Cuốn này.